10 bí quyết giúp cải thiện tăng động giảm chú ý ở trẻ. Trẻ nghịch luôn tay chân, hành động thái quá, kích động, bốc đồng và thường xuyên lơ đãng, khó hoàn thành các bài tập là vấn đề đau đầu mà cha mẹ đã làm rất nhiều cách mà con chưa cải thiện. 10 bí quyết sau đây sẽ giúp cha mẹ giải bài toán khó. Thứ nhất là có thời gian biểu khoa học cho trẻ. Cố gắng giữ một cái thói quen các công việc hàng ngày như là thức dậy này, các bữa ăn này, đi học và ngủ giống nhau mỗi ngày. Thứ hai là hạn chế những cái thứ làm trẻ mất tập trung như tiếng nhạc hoặc là tivi. Luôn có các quy tắc là tắt tivi trong giờ ăn, giờ học của em bé. Tránh đưa trẻ đến những nơi mà có thể khiến trẻ bị kích thích như là siêu thị, trung tâm mua sắm đông người. Thứ ba là sắp xếp các đồ dùng của trẻ như là quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập một cách khoa học, đúng vị trí và vào những nơi mà trẻ dễ lấy, trẻ sẽ đỡ bị quên các đồ này hơn. Thứ tư là khen ngợi, khích lệ trẻ hoặc có những phần thưởng nhỏ cho trẻ mỗi khi trẻ đạt được các mục tiêu hoặc là các hành vi tốt. Thứ năm là chia nhỏ bài tập để trẻ dễ đạt được và hướng tới sự tiến bộ chậm nhưng mà chắc, tránh dụng tốc bất đạt. Điều này sẽ khích lệ sự hứng thú của em bé. Thứ sáu là giúp trẻ không quên nhiệm vụ, có danh sách công việc để theo dõi tiến độ làm bài tập của bé và nhắc nhở khi cần thiết. Thứ bảy, giới hạn các lựa chọn, giúp trẻ có các quyết định đúng đắn bằng cách chỉ đưa ra 2 đến 3 lựa chọn trong cùng một lúc. Thứ 8, hãy tìm các hoạt động mà bé có thể làm được thành công, giúp trẻ có cảm giác hài lòng, tự tin về bản thân. Thứ 9 là kỷ luật bình tĩnh, tránh đòn roi hoặc là trách mắng trẻ, bình tĩnh đưa trẻ ra khỏi các tình huống xấu, trao đổi với trẻ khi cả hai đã bình tĩnh. Thứ 10, kết nối tốt với các thầy cô trên lớp để phối hợp tốt với cha mẹ theo dõi sự tiến bộ của em bé. Nếu còn vấn đề gì băn khoăn, cha mẹ hãy đặt câu hỏi ở phía dưới nhé.